rất khó đấy. Nhưng mà ở đường trên thì Mỡ vừa nhận được thông tin là Tywill anh ta đã phải lên bảng điểm số bởi vì anh ta đã dùng chiêu cuối ở đường dưới để mà hỗ trợ cho đó là Kling rồi. Kling ở đây Mỡ chơi Kling luôn, anh em nhìn này, đầu đam luôn, chấp cả một đợt Kling luôn. Kling là đang lời đam hơn, Mỡ lùi lại một nhịp chọn góc để ném xuyên, sau đó một tình huống găm Kling vào tường, outplay và solo kill. Rõ ràng là vượt trội hơn so với Kling là rất nhiều. Đang bắn vào vị trí của Tywill nhưng có Ondert xuống lao vào Mỡ. Có lẽ Ondert nghĩ là ăn được Mỡ trong tiểu này nhưng Mỡ nhảy lùi về một phần chân lên và bắn. Anh em nhìn kìa, ui xuyên tất cả Kling luôn. Hạ gục đi được đó là Ondert, sau đó là cùng với Kazita tiễn Kling lên bảng điểm số. Anh em nhìn tốc đánh của Moskov khi có gậy như ý kìa, quá hết sức là đã mắt luôn. Tốc đánh nhanh, hiệu ứng đòn đánh là có và xuyên có thể nói là 100% đam. Như anh em có biết là cái con Moskov này bây giờ ấy, nó được thừa hưởng cái gì thêm đến từ cái tốc đánh không? Đó là chiêu 1 kìa. Hồi chiêu chỉ có khoảng tầm từ 2 cho đến cùng lắm là 3 giây thôi anh em ạ. Quá kinh khủng đến từ cái con Moskov mới. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Anh em ạ, hôm qua mặc dù là đại diện đến từ bên phía của Indonesia là Onyx Esports đã phải chịu thất bại trước đội tuyển đến từ Eco trong khuôn khổ giải đấu Mobile Legends Thế Giới M4. Tuy nhiên mà trình diễn đến từ cái con bài Moskov trong tay của CW với cái lối lên đồ đang là trend ở thời điểm hiện tại anh em ạ, là lưỡi hái ăn mòn kèm theo đó là cái gậy như nó đang hút của anh em ạ. Cho nên là ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đi cho anh em đó là một cái con Moskov với thứ sức mạnh mới này. Và đối đầu với Mỡ trong trận đấu này đó là cái vị tướng Kling. Như anh em có thể nhìn thấy, bây giờ cái con Moskov nó đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nó hoàn toàn có thể đi đôi công lại với Kling, một trong những cái vị tướng xạ thủ tương đối mạnh ở meta hiện tại. Có được cho mình đó là cái khả năng sấy rất mạnh đến từ cái rút súng thần tốc. Nhưng ở đây là có Kling. Kling anh ta tương đối chủ quan một tình huống Gavanter đến từ vị trí của Moskov. Mỡ đứng chặn đầu để đảm bảo anh ta không tốc biến đi được về phía trụ. Và sau đó là kết liễu đi được anh ta, mặc dù có sự trợ giúp đến từ đó là cái vị tướng Tywill anh em ạ. Và cái con Moskov mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em đến từ vị trí của người chơi đi đường xạ thủ bên phía của đội tuyển Onyx, đó là CW. Anh ta lên cho mình đó là một cái con Moskov với rất nhiều đồ hiệu ứng. Đầu tiên là cái lưỡi hái ăn mòn, một cái trang bị chúng ta có thể thấy được rằng là chấn phái ở những vị tướng xa thủ gây sát thương bằng đòn đánh thường. Kế đến đó là cái trang bị gậy như ý, và cuối cùng là cái kiếm diệt quỷ. Đây là ba core item khi mà anh em chơi thì anh em bắt buộc phải lên, đến từ những cái vị tướng phụ thuộc vào đòn đánh tay. Và Moskov có lẽ là anh ta cũng không ngoại lệ, khi mà chúng ta có thể thấy được rằng bây giờ những cái phát bắn đến từ Moskov rõ ràng là hoàn toàn chúng ta có thể lên theo cái lối lên đồ là như vậy. Chúng ta sẽ không lên một cái con Moskov lên full chí mạng đấy anh em ạ, mà chúng ta sẽ lên một cái con Moskov với full tốc đánh và có những cái hiệu ứng đòn đánh. Hiệu ứng đòn đánh ở đây là gì? Hiệu ứng đòn đánh ở đây là những cái hiệu ứng đòn đánh mà anh em có thể thừa hưởng được đến từ cái lưỡi hái ăn mòn gây sát thương theo cái đòn đánh của anh ta. Bây giờ khi mà anh em cầm được cái lưỡi hái ăn mòn nhá, là mỗi đòn đánh của Moskov sẽ được cộng thêm 80 đam. Anh em có thể nhìn thấy đấu đam với đó là cái vị tướng Kling là hoàn toàn không hề ngán. Thậm chí Mỡ còn ngồi lên đầu lên cổ của Kling ở trong trận đấu lần này của anh em ạ. Đấy, thì hiệu ứng đòn đánh ở đây chúng ta có đó là đến từ cái lưỡi hái ăn mòn, đó là đến từ cái gậy như ý và đó là đến từ cái kiếm diệt quỷ cho cái khả năng gây sát thương theo phần trăm máu đi kẻ địch. Và bây giờ cái con Moskov nhá, là nó có được cho mình hai cái lượt búp rất giá trị để mà cái con Moskov có thể lên được đồ như thế này. Đầu tiên sẽ là Moskov đã được tăng tầm đánh
đó là cái quan trọng nhất anh em ạ. Tầm đánh của Moskov bây giờ tăng có thể nói là chẳng hề thua kém so với cái vị tướng xạ thủ Kling cũng như là những cái vị tướng xạ thủ mạnh khác, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái con Moskov này nó được thừa hưởng đó là cái sức mạnh đến từ cái khả năng ném xuyên mục tiêu. Bây giờ những cái mục tiêu sau lưng mà Moskov ném ý, là cũng sẽ gây và cũng sẽ một gây ra 100% sát thương. Nó sẽ không bị giảm sát thương giống như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ anh em có thể tưởng tượng Moskov là một trong những vị tướng xạ thủ ném xa nhất trong tựa game Mobile Legends này. Và ở trong những cái tình huống giao tranh, khi mà tanker team bạn đứng ở tuyến trên và những cái chất tướng ở đứng ở của team bạn đứng ở đằng sau ấy, thì Moskov hoàn toàn có thể ném vào ông tanker nhưng đam lan ra phía sau và sát thương chẳng khác gì anh em ném trực tiếp vào mặt của những cái ông ở đằng sau cả. Nó thực sự nó rất là bá đạo về cái lối lên đồ như thế này. Thôi, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một nhìn một lần nhìn tốt mỡ chơi về cái lối lên đồ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung và quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong trận đấu này nhá. Lưỡi hán mọt đã có được đến từ vị trí của tốt mỡ. Và ở đây là mà thầy có Kling. Mỡ đang chưa có thông tin của Tywill ở đâu, nhưng có vẻ như là Tywill đang đi đảo đường. Trận đấu này mỡ chỉ ngại mỗi Tywill thôi, chứ Kling không phải là đối thủ của mỡ trong cái game đấu này anh em ạ. Mỡ sẽ chờ xem. Đấy, nhìn cái hướng di chuyển này khả năng cao là không có Tywill ở đây rồi. Mỡ sẽ chơi Kling anh em nhá. Bật phần trấn lên trước này, nhảy ra đẩy Kling ra phía xa để mà thoải mái bắn. Ơi, sao vẫn còn Tywill ở đây này? Thôi xong rồi, niệm rồi anh em. Thôi, có Tywill là liệm anh em ạ. Chịu. Một tình huống mà rất khó để mà mỡ có thể một đánh hai trong tiểu vừa xong. Chơi một mình Kling là cũng đã hơi khó rồi nha, nhưng bây giờ lại còn thêm cả ông Tywill nữa thì đúng là không có cách nào để mà tốt mỡ nó có thể chơi được anh em ạ. Rất khó đấy. Nhưng mà ở đường trên thì mỡ vừa nhận được thông tin là Tywill anh ta đã phải lên bảng điểm số, bởi vì anh ta đã dùng chiêu cuối ở đường dưới để mà hỗ trợ cho đó là Kling rồi. Kling ở đây, mỡ chơi Kling luôn anh em nhìn này, đầu đam luôn, chấp cả một đợt Kling luôn. Kling là đang lời đam hơn, mỡ lùi lại một nhịp chọn góc để ném xuyên, sau đó một tình huống găm Kling vào tường, outplay và solo kill. Rõ ràng là vượt trội hơn so với Kling là rất nhiều. Nhưng một tình huống chiêu cuối đến từ Odd thôi, tầm này mỡ chắc là tìm cách nhảy qua tường anh em nhờ. Cố gắng nào. Hey! Ui, không nhảy được anh em ạ. Bị làm choáng, bị đẩy lùi đến từ vị trí của đó là Odd. Và mỡ đã phải lên bảng điểm số. Trận đấu này thì mỡ không được tỏa sáng nhiều cho lắm, bởi vì là team bạn cái con Tywill nó đi bảo kê cho con Kling kỹ quá. Và team mỡ thì không có tanh anh em ạ. Một tình huống giao tranh rất hỗn loạn ở đường dưới. Kimmy team mỡ đã có được một cái tình huống mà anh ta bắn rất tốt. Anh ta đang sấy vào vị trí của đó là Veil. Nhưng sau đó thì Kling ra shutdown đi được Kimmy và mang về đó là cái mạng shutdown dành cho Kling. Đấy, trận đấu này Kling anh ta cũng có được một cái lối lên đồ tương đối chuẩn chỉ. Anh ta cầm cái đôi giày giáp và anh ta cầm cái vô tận chiến thương khá là xanh rồi anh em ạ. Mỡ thì sẽ, mỡ nghĩ là mỡ vẫn sẽ ăn được Kling, bởi vì mỡ cầm phấn chấn. Nhưng tuy nhiên nên nhớ rằng là lúc nào xung quanh Kling bây giờ mỡ sẽ cần phải cẩn thận hơn, bởi vì có sự có mặt đến từ vị trí của Tywill rồi. Cho nên là mỡ sẽ không thể gọi là chơi kiểu như lỗ liều ăn nhiều được anh em ạ. Nhưng bây giờ thì cái con Kling này mỡ sẽ cần phải có được thêm đồ để lên những cái món trang bị cần thiết. Là mỡ sẽ cần phải lên sau đó là cái gậy như ý. Đang bắn vào vị trí của Tywill nhưng có Odd xuống lao vào mỡ. Có lẽ Odd nghĩ là ăn được mỡ trong tiểu này nhưng mỡ nhảy lùi về bật phần trận lên và bật anh em nhìn kìa. Ui, xuyên ra cả Kling luôn. Hạ gục đi được đó là Odd. Sau đó là cùng với Kazita tiễn Kling lên bảng điểm số. Đấy, như tình huống vừa xong là 2-2 đấy. Là các ông tiền đình ngay và anh em nhìn này. Tốc đánh đến từ Kling kìa. À quên mất, đến từ Moskov kìa. Gậy như ý đã có đến từ vị trí của top mỡ. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được một cái con Moskov nó bắn kìa. Ui nó bắn, ui nó bắn đến cái mức mà quá nhanh chóng. Nhưng rõ ràng là thanh niên Kelly đứng trong trụ nên không quá là ảnh hưởng. Anh em nhìn này, wow. Nếu như mà anh em lên đồ như thế này nhá, thì ngoài cái việc mà Moskov thừa hưởng được cái hiệu ứng đòn đánh ra, anh em còn biết Moskov nó còn được thừa hưởng cái gì không? Cái chiêu 1 cũng như là chiêu 2 của Moskov gần như dùng liên tục và không có thời gian hồi chiêu. Hồi chiêu đâu đấy nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm 1-2 giây thôi. Anh em có thể nhìn thấy, về cơ bản nhá, tốc bắn của Moskov nó đã rất nhanh khi mà lên cái gậy như ý rồi. Bây giờ nó còn có tốc bắn đến từ chiêu 1 và tốc bắn đến từ phần chấn nữa. Và nếu như mà anh em kích được 3 cái điều kiện này thì chắc chắn Moskov là vị tướng xạ thủ bắn nhanh nhất trong tựa game Mobile Legends này luôn. Không nói nhiều anh em ạ. Quá là kinh khủng anh em nhìn này. Ui nó bắn kìa. Rõ ràng cái lượng sát thương xuyên ra đằng sau nó y hệt so với cái lượng sát thương mà Moskov bắn một cách trực tiếp. Cho nên rõ ràng Moskov với cái lối lên đồ như thế này nó đang trở nên là cực kỳ bá đạo và đang được sử dụng rất nhiều đến từ những tuyển thủ chuyên nghiệp bên phía của những cái nơi mà có nền Mobile Legends phát triển, ví dụ như là Indo, ví dụ như là Philippines. Và anh em có thể nhìn thấy bắn rất thích, bắn rất sướng. Và với cái lối lên đồ như thế này thì chiêu 1 anh em nhìn này, chiêu 1 hồi chiêu rất nhanh. Mà thậm chí là đôi khi anh em chẳng cần phải dùng chiêu 1 làm gì cả. Chiêu 1 lúc nào cũng có đến từ vị trí của Moskov để anh em có thể outplay đi team bạn. Còn về cơ bản bắn thương, Moskov đã bắn rất nhanh rồi. Một tình huống mỡ nhảy lên kích tốc bắn và sau đó ném đó là Odd vào tường, né được cái hất tung đến từ vị trí của Veil và sau đó bắn bật phần chấn lên, bắn thẳng vào mặt đó là cái vị tướng. Kelly cũng không thở nổi.
Double kill. Bây giờ mỡ đã quá xanh rồi và mỡ nghĩ rằng có lẽ tầm này mỡ không ngán bất kỳ một ai cả. À không, vẫn ngán những thanh niên như kiểu Odin với các cớ linh tụi nó hội đồng, bởi vì tụi nó có cho mình đó là cái sát thương vật lý, và vì vậy cho nên mỡ sẽ cần phải lên cho mình đó là cái, sau khi kiếm diệt quỷ này sẽ cần phải cái cung thần phong anh em nhá. Rồi, một tình huống nhảy lên đẩy lùi đi được đó là Tywin, nhưng ôi Tywin này tay to thế nhở, Tywin này biết chơi không ạ, đánh rất chủ động nhưng rất may tình huống vừa sau là không có sự dồn thêm đam vào đến từ vị trí của đó là các thành viên bên phía của team bạn. Nhưng ở đây là có Kling hạ cũng đi được đó là Kimmy, nhưng mỡ bắn cho Kling tiền đình, một tình huống ném mũi giáo hủy diệt ở trong cái skin hắc ám tử thần rất đẹp đến từ vị trí của Moscow, cầu đi tương đối lượng máu đến từ Vale cũng như là Kelly. Trận đấu này đầu game là mỡ bị đi hơi nhiều, nhưng đến thời điểm hiện tại mỡ đã sành với KDA là 602. Nhảy qua phía bên này, dọn dẹp xong cho mình đó là cái đợt lính này. Mặc dù Moscow đánh ở tầm xa, nhưng mà mỡ vẫn quen mỡ vẫn quen đánh ở những cái tình huống tầm gần anh em ạ. Rồi, để xem team bạn ở trong cái tình huống này tụi team bạn sẽ di chuyển như thế nào. Đường trên trụ đang được đẩy, không biết là có ai không, nhưng trong khi đó thì mỡ sẽ ăn đi cho mình đó là cái con bùa đỏ anh em nhé. Ăn không quá tệ đâu đúng không anh em, rất nhanh đến từ Moscow hiệu ứng đòn đánh, và ở đây là mỡ sẽ nhảy qua tường và mỡ sẽ găm vào mông của đó là cái tên Kling này. Ôi hơi tiếc anh em ạ, nhưng mà bắn ngay anh em kiểu ui bắn Kling không chịu nổi. Tiếp đến là cái vị tướng Vale, anh ta phong bạo mỡ nhưng mỡ đã kịp nhảy qua tường, chứ không cái tình huống vừa xong là mỡ đê lên bảng điểm số chắc keo luôn. Vale anh ta vẫn đang truy kích vào mỡ, bởi vì anh ta đang cho rằng anh ta hoàn toàn có thể combo và anh ta nghĩ rằng mỡ đang đứng ở trong bụi, nhưng mỡ đang ra ở đường dưới. Một cái pha mà Alpha anh ta đã solo kill được thành công hai người chơi, không, đó không gọi là solo kill anh em ạ, đó là hạ cũng đi được hai người chơi bên phía của team bạn. Và ở đây là mỡ có ui mỡ bắn trộn Odin kìa, Odin không thở nổi anh em ạ, và Odin buộc phải lên cho mình đó là cái không, anh ta bật cái khiên để anh ta lùi về. Và rõ ràng nếu như anh em nào bảo là cái con Moscow không có chí mạng này nó yếu thì có lẽ là anh em cần phải xem lại, bởi vì những cái phát bắn đến từ cái vị tướng Moscow này nó đang quá đau. Và ở đây đang là một tình huống giao tranh, trang câu trả lời ở đây là có Tywin, có đó là cái vị tướng Vale, và mỡ bật phần chấn lại. Ui Vale bốc hơi trong 0.1 giây. Tiếp đến là mỡ đang bắn vào các thành viên bên phía của team bạn, và trước tiên là mỡ bắn thẳng mặt vào đó là các thành viên đó là Odin ở đây. Tiếp đến là bắn vào Khelit dựng cái lưu xa thủ hộ, nhưng sau khi cái lưu ra thủ hộ anh ta chẳng còn gì cả và quét sạch đến từ vị trí của team mỡ. Và có lẽ anh em đã thấy được toàn bộ sức mạnh đến từ vị tướng Odin này rồi đúng không anh em, quá kinh khủng. Và team bạn bây giờ chỉ có cách đầu hàng mà thôi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Moscow hiệu ứng đòn đánh lên gậy nhùi quá kinh khủng. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỗi một like đăng ký kênh nhá. Peace.